Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Mình lại chia sẻ cho các bạn một cái kèo để nhận 5 đồng Bunny. Và cái đồng này thì hiện tại là cái hệ sinh thái của nó đang hoàn thiện khá là ok đúng không ạ? Các bạn vào Google, các bạn có thể gõ bunny.finance thì là nó sẽ ra cái trang của nó. Thì nó có kết nối với lại fanpage swap này. Đó. Hiện tại Bunny đang là 10, giá của một Bunny đang là 15.2 đúng không ạ? Sau khi chúng ta đăng ký và KYC thành công thì chúng ta sẽ được 5 đồng Bunny. Đó, và chúng ta sẽ bị khóa, họ sẽ khóa chứ không cho chúng ta rút luôn để bán đâu nhá. Họ sẽ khóa của chúng ta trong 180 ngày. Và sau 180 ngày họ sẽ mở cho mình và mình sẽ được hưởng thêm cái lãi suất là 69% trong cái quãng thời gian đó. Khá là ok đúng không ạ? Và đây các bạn có thể gõ vào Twitter. Đây, các bạn gõ vào đây để theo dõi nhé. Các bạn join Twitter này. Các bạn gõ follow. Các bạn chủ động các bạn theo dõi ở trong này nhé. Đó, và các bạn có thể đây, các bạn có thể join vào Telegram này. Join vào Telegram của nó này. Gõ vào Telegram này, chỉ một lần này. Đó, các bạn join vào nhóm, join vào group của nó. Đó, bao nhiêu những cái thông tin hàng ngày là nó đăng tải hết ở đây. Đó, kể cả bất kể một cái dự án nào, của dự án của một cái đồng token nào, các bạn cũng nên join vào để các bạn theo dõi nhóm, theo dõi thông tin. Đó, đúng không ạ? Còn lúc nào mình rảnh thì mình mới cập nhật được đến các bạn. Còn mình còn phải bận tìm kèo này, mình phải test này, mình phải check này, rồi làm video nó cũng khá là lâu. Và mình cũng phải check xem là nó đã ok chưa thì mình mới làm đúng không ạ? Còn nếu mà nó chưa ok thì mình lại không làm. Đó là cái lý do là nhiều khi mà các bạn nhắn tin mà mình chưa thể trả lời được ấy ạ. Tại vì trong cái lúc đó là mình đang bận thì mình làm sao mà có thể trả lời được các bạn đúng không ạ? Đó, cho nên là đôi khi là các bạn phải chờ mình. Đó, thì trong cái lúc chờ đợi thì các bạn có thể là join vào những cái nhóm này để các bạn tìm hiểu thông tin. Đây ví dụ như là đây đâu rồi, đây này, ví dụ như thằng này mình cũng phải làm thành công này, mình phải đây, mình đã làm xong một tài khoản này và mình KYC xong và nó cho mình 5 cái đồng Bunny này. Đó, hiện tại nó đang là 77,95, gọi cho là 78 đô đi đúng không ạ? Tương đương với lại 0,2 BNB. Đó, thì mình phải đăng KYC mất mấy ngày đó, xong rồi là nó thành công, nó trả về cho mình thì mình mới có thể làm video để chia sẻ cho các bạn được. Thì vì có những cái mà nó, tức là nó còn thời gian ấy thì mình có thể chờ đợi được. Còn những cái nào mà nó không cho phép chờ đợi thì mình phải làm luôn. Mặc dù là nó chưa có kết quả, mình cũng phải làm luôn để chia sẻ cho các bạn. Đó, các bạn join vào thế nhá. Có cả Facebook này, các bạn có thể join vào Facebook của họ. Tức là họ thông tin rất là rõ ràng. Có Telegram, Facebook, Twitter, tức là nó có đầy đủ hết. Đó, các bạn join vào thế nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận cái airdrop của nó nhá. Đây, thì khi các bạn gõ vào airdrop này thì nó có nói rõ ở đây, ở trong này dài lắm ạ, nó rất là dài luôn. Đó, ở đây nó cũng nói này, thông báo rõ là cái tổng cung của nó là chỉ có 18 triệu. Tức là những tổng cung của con khác thì rất là nhiều, hàng tỷ tỷ, hàng 100 triệu tỷ đúng không ạ? Còn như mà của con này thì nó chỉ có 18.010 đồng ban thôi đúng không ạ? Đó. Cho nên là chúng ta tranh thủ làm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm luôn. Đây, bây giờ các bạn vào này. Các bạn copy cái link. Các bạn copy cái link ở dưới phần mô tả video, hoặc là nếu mà không thì các bạn có thể join vào group Tỷ Phú Crypto ở Zalo của mình để các bạn copy nhé. Các bạn vào ví Trust Wallet. Cái ví này mình làm rồi.
Cái này mình sẽ làm ở trên vi chính nhé. Đây, các bạn gõ vào Dapp này, các bạn dán nó vào, dán cái link đấy vào, các bạn đi vào này. Mấy hôm vừa rồi nó còn đơ mạng cơ, không làm nổi cơ. Các bạn gõ, các bạn chuyển cái này nhá, chuyển cái Ethereum này thành Smart Chain. Sau đó các bạn điền đầy đủ và thông tin vào đây. Mình sẽ làm ví dụ một tài khoản khác nhá. Full name, các bạn điền đầy đủ họ tên theo giấy chứng minh thư, không giấu nhá. Add các bạn tự đặt. Dòng thứ ba này, dòng thứ nhất là họ và tên không giấu, dòng thứ hai là email, dòng thứ ba là các bạn tự đặt mật khẩu, dòng thứ tư là nhập lại mật khẩu một lần nữa. Cái dòng thứ năm này thì các bạn để nguyên cái mã code này nhé, nó là mã giới thiệu của mình đấy ạ. Sau khi điền đầy đủ thông tin này, các bạn gõ vào cái ô vuông này để chấp nhận với lại điều khoản của nó, sau đó các bạn gõ vào sign up nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ phải vào cái email của mình để kích hoạt cái tài khoản đây nhé. Rồi chúng ta đi vào mail để xác minh. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy cái thư của nó gửi về không? Bunny DeFi đấy. Các bạn gõ vào Verify này, các bạn gõ vào Active Now. Đó, thế là chúng ta đã kích hoạt cái mail thành công. Chúng ta quay trở lại và nhập mail cũng như là pass của chúng ta vào đây nhé. Mật khẩu. Sau khi nhập mật khẩu vào, các bạn gõ vào sign in. Đó, thế là mình đã vào được đến đây rồi đúng không ạ? Đó, thì bây giờ các bạn sẽ gõ vào cái phần đầu người này để chúng ta vào chúng ta KYC nhé. Gõ vào profile. Đó. Ở bên trên này, các bạn sẽ gõ vào Verify Now này. Kích, nếu mà nó hiện lên, các bạn kích vào cái dấu nhân ở trên đầu cho nó mất cái hình đấy đi nhá. Cái đấy là nó thông báo, nó bán sale mà. Thì các bạn kích vào đấy. Các bạn gõ vào Verify Now này. Các bạn chụp cái hình cả mặt mình lẫn chứng minh thư nhân dân này. Đó, các bạn úp lên ở hình đầu tiên, hình thứ hai là mặt trước và hình thứ ba là mặt sau của cái chứng minh thư của nhân dân của mình đấy. Bây giờ mình sẽ úp nhá. Đây này, các bạn có thể là qua máy ảnh hoặc là các bạn có thể là qua thư viện đa phương tiện, là cái thư viện của mình đấy ạ. Các bạn gõ vào, nếu các bạn chuẩn bị sẵn rồi ấy thì các bạn gõ vào qua thư viện đa phương tiện, còn nếu các bạn chưa chuẩn bị sẵn thì các bạn vào qua máy ảnh xong các bạn chụp nhá. Đó, sau khi mà các bạn úp hết xong thì các bạn gõ vào cái chữ ô màu xanh xanh này này, ở cạnh cái chữ KYC ấy, có chữ xây, gõ vào đấy. Đó, là họ hiện lên một cái thông báo ở đây là các bạn đã hoàn thành cái phần verify của mình. Thì sau khi họ kiểm tra xong thì là họ sẽ thưởng cho chúng ta 5 cái đồng bunny nhé. Và các bạn kéo lên, kéo phần kéo lên trên đấy ạ. Phần này thì các bạn điền số điện thoại của các bạn vào này, cũng như là các bạn cài avatar ấy ạ. Các bạn có thể cài cái hình của mình vào đây, cái hình cá nhân của mình ấy ạ. Đó, ở đây thì mình cài cái hình này đó. Sau đó các bạn gõ ở đây này, các bạn tìm vào cái số điện thoại của mình, nó là Việt Nam đúng không ạ. Các bạn gõ ở đây, các bạn tìm Việt Nam này cho nó nhanh, không các bạn kéo lên thì rất là lâu nữa. Các bạn gõ vào cái ô Việt Nam này thì nó sẽ ra cộng 84 đúng không ạ. Bây giờ các bạn gõ số điện thoại của mình, bỏ cái đầu số 0 đi. Sau đó các bạn cũng gõ vào cái ô màu xanh của chữ C ở trên.
đó là các bạn update thành công đúng không ạ. Và các bạn nhớ này, connect cái wallet của mình nhá, gõ vào connect này. À đây, các bạn phải gõ vào cái các bạn phải chỉnh lại ở bên trên này, cái chỗ smart chain ấy. Các bạn gõ vào đấy, smart chain một lần nữa. Sau đó các bạn gõ connect thì nó mới connect được ạ. Đấy, thì bây giờ nó đã connect rồi đúng không ạ? Hiện tại ở trong ví của mình nó hiện lên cái ví này còn 0.00244 BNB đúng không ạ? Còn cái đồng này thì chưa có đồng nào, thì nó sẽ hiện ở trên này đúng không? Thế còn cái phần KC của mình thì nó đang là pending. Mình sẽ phải chờ khi nào mà cái KC của mình nó thành công ấy thì là nó sẽ về. Đây thì các bạn vào các bạn kiểm tra ví của các bạn ấy. Thì là khi nào các bạn KC thành công thì ở cái chỗ phần bên dưới này nó sẽ hiện 5 bull lên nhá. Đấy là mình nói diễn giải ra cho các bạn để các bạn hiểu thì nó lâu như thế, chứ còn thực tế ra chúng ta làm thì nó cũng chỉ mất độ khoảng 3 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ thôi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhận được 5 cái đồng này. Với cái tổng cung ít như thế này thì là sau này nó sẽ phát triển rất là tốt. Đó, thì là các bạn tranh thủ làm nhé. Không có nói hết cái chương trình iDrop thì là mình sẽ lại không có đâu ạ. Muốn lưu nó lại á, để lần sau các bạn không phải đi tìm. Và thì là các bạn gõ vào 3 dấu chấm, sau đó các bạn vào thêm dấu trang nhé. Thì là ví dụ như các bạn có quay ra này, các bạn có xóa hết nó đi thì là ở bên trên này nó vẫn hiện lên này. Đó, nó vẫn hiện ngay bên trên đầu đây đúng không ạ? Các bạn vào lại vẫn ok, các bạn không phải đi tìm nữa, sẽ rất là mất công và nó cũng sẽ kết nối luôn với cái ví của mình này. Các bạn muốn thêm mã contract của nó vào thì tí nữa mình cũng để mã contract ở dưới nhá. Các bạn copy này, các bạn vào ví này, lại mưa, các bạn gõ vào cái hai gạch tìm kiếm cái đồng token, các bạn gõ vào này, sau đó các bạn mở nó ra này, sau này lúc nào nó về thì nó sẽ hiện lên đây nhá. Vâng, chúc các bạn làm thành công và KIC thành công. Chúng ta kiếm được cái 5 cái đồng bunny này nhá. Sau này nó lên nó mở khóa ra ấy ạ, là chúng ta có thể bán được. Đó. Và chưa kể là nó tăng giá lên thì chúng ta sẽ bán được cái giá cao hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để nhận những kèo hot mới nhất từ mình nhá.